trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Cắt bùm bùm, cắt bùm bùm bùm. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước cho mình đẹp đôi, kết thành hòa với nhau. Đó, dạng vậy thôi đó, vậy thôi. Nhạc Nhạc Thôi nói ra ta chuẩn bị kịp. Chị em tại vì với Destiny thì là em là xưng em, nhưng mà với em là chị xưng chị, thì chị em xin được thay mặt gia đình bảy nụ. Không cá nhân thôi Không, em phải thay mặt cả nhà chứ. Tại em được phát biểu, em lấy quyền gì em thay mặt. Cái bạn ở đây là không được thay. Chị xin được chào đón nồng nhiệt hai bạn đến với chương trình bảy nụ cười xuân. Tuyệt vời. Cũng được. Năng lượng. Đây chỉ là mới chế độ hạt thôi. Dạ. Nảy mầm ra hoa kết trái rồi cổ thụ rồi cây chết nhiều lắm. Không, nảy mầm. Nhưng mà cho em hỏi khí không phải ạ. Chương trình bảy nụ em đếm 6 người. Đúng rồi, thường á là chúng tôi là có 6 người và thêm một khách mời là 7. Đó. Tức thì là hai anh em hôm nay là 1 đó. Dạ. Hôm nay hai anh em là 1 đó, là coi như là 7 nụ cười xuân. Dạ. Thực ra là 8 đó, nhưng mà thì chúng tôi bớt nụ cười đây rồi. Có 7 thôi. Đó. Đó. Thì một lần nữa chúng ta cùng nhau chào đón quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Rap. Đúng vậy. Chúng tôi có ở đây hôm nay là có đầy đủ nè, có rap nè, có ca sĩ ít nè, hát nè, có diễn viên nè, diễn viên nè, cái gì cũng biết nè. Tập ký. Đó, Ngọc là vừa hát được, vừa nhảy được, cái được. Chúng ta có đầy đủ hết. Em cũng rap được. Mầm non tương lai. Em rap được. Em rap là em là rap đồ. Rap Lego hả? Không, anh biết tôi chơi bài gì. Đêm sao sao nghe chơi vơi, cho có tiếng luôn. Hay quá. Quá dữ. Đếm tán lưỡi. Đúng rồi. Anh ơi, tới câu thứ hai là sao? Người ta là đêm lao sao, trăng lên cao, mưa rơi cho con tim luôn chơi vơi. Em nơi đây đang lang thang, khóc ngày đêm cho một mối tình nhân. Đúng, có lẽ không hay nhưng mà phải biết. Chờ. Trước mắt là trước khi mời hai bạn đến phòng âm nhạc thì chúng tôi xin phép được tặng các bạn một món quà nhỏ. Đầu tiên là một câu gì đó bolero trữ tình nhẹ nhàng. Đó. Vô. Quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Cắt bùm bùm. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước cho mình đẹp đôi, kết thành hòa với nhau. Đó, dạng vậy thôi đó, vậy thôi. Hay quá, vậy thôi đó. Hay. Những bài người ta gọi là gì? Có quà cho mình phải có quà ngược lại chứ. Dạ. Yeah. Có đi phải có lại. Đúng rồi. Bên này nhạc. nhạc. Nói ra ta chuẩn bị kịp. Anh em mình không thể như vậy được. Đúng. Để em. Em trước đi. Em hai câu, anh hai câu. Dạ, yeah, ok. Rồi để em dứt nha. Em dứt được tới đâu hay tới đó nha. Dạ. Pui à. Vẫn đứng trên sân khấu, vẫn hát, vẫn diễn. Được đứng trên sân khấu là một niềm vui. Khán giả lụm miếng vui, bỏ túi và truyền tai nhau những tiếng cười. Không phải chỉ có những trận đấu và những bất ngờ gây cấn, mà còn nhiều sự vui vẻ ở trong chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Let's go! Yeah. Hay trời! Ây yo, hôm nay đứng cạnh tôi là Juno Big Boy. Mọi người ở đây xem tập này là thích coi. Không phải, tại vì là em lại phải chia sẻ lại ạ. Bọn em là rapper nhưng mà nó cũng có nhiều thể loại ạ. Đúng rồi, anh biết. Yeah. Bọn em là những người sẽ là kiểu vò đầu rồi vò giấy rồi viết rồi ra sáng những tác. Yeah. Sáng tác ạ. Còn có những là những cái... Vâng, có những bạn là sẽ lên sân khấu cái là băm bổ luôn là chữ ghế tuôn ra. Vâng. Vâng. Nên là nhiều khi tham gia chương trình bọn em rất là hay ngại, cái ví dụ mọi người hay hỏi là lên rap câu cho vui. Em chưa biết là rap câu nào cho vui. Chúng ta sẽ chia đội theo cách sau đây. Có hai hộp, ai chọn màu xanh, ai chọn màu cam, mời giơ tay, màu cam trước.
tôi. Màu cam trước. Cam. Tôi. Cam. Tôi cam. Tôi cam. Rồi, bốn người cam đúng không? Ủa, sao nhiều vậy? Rồi, cam, cam. Bốn người cam. Wow. Còn non và xanh lắm. Đúng rồi, xanh lắm là đây nè. Xanh lắm là đây nè. Ngày hôm nay, MC chơi chung luôn. À, ôi, em chung qua bên này hả? Ôi, em chung qua bên này hả? Thấy là thua rồi đó. Yeah. 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 Anh Giang nói nghe, đứng đúng chỗ của mình, vị trí của mình đi. Về đó, vị trí của mình đi. Sao em còn ở bên này vậy? Trời ơi. Cái quần sao cái quần dài dữ vậy? Sao nhiều quá vậy anh? Sao, còn duyên nợ gì với nhau nữa không? Dùng vô màn hình lết nha. Anh làm gì? Tháo ra. Số 1 lên. Kê lót lót lót. Kê lót lót lót. Đi thách luôn á. Kê coi chừng gõ đầu anh nữa Luật ơi. Coi chừng bé Ngọc nó gõ. Rồi, bây giờ là hết nước rồi thì Luật lấy nước ở ngoài chơi luôn. Cởi micro ra. Bé Ngọc đã vừa cay cú anh Luật lắm rồi. Trời ơi là trời. Ba khối nước. Giám khảo có thể cho bé Ngọc thắng lần, cái nào Ngọc thắng lần đi. Rồi, số 1 về. Số 1 lên. Ê, người ta đụng vô kìa. Số 1 đứng hình, số 2 lên. Nhanh, 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 nhanh. Hay quá. Hay quá. Hay. Đây phải liên lệ á, dứt quá. Đập luôn, tiếp tục thua. Lại đây. Thả không ra, cửa cổ lên. Nhanh lên. Trời ơi, nó lồi kìa. Lại đây. Thả không ra. Sao? Giờ anh có muốn có duyên nợ gì với em nữa hay không? Anh thấy hôm nay trả đủ chưa? Hả? Anh muốn em làm lẹ đừng từ từ. Luật ơi. Cái gì đó? Cái gì đây? Rồi xong. Nữa không Luật? Nữa không? Rồi tất cả về. Lượt cuối cùng. 1, 2, 3 lên, ai đụng ai cũng được. Ai đụng ai cũng được. Cảm ơn nha. Đụng ai cũng được. Cảm ơn nha. Ai đụng ai cũng được. Ai ơi. Ai ơi. Sao bò đi đâu vậy? Ngồi xuống đây. Như vậy là ai đụng ai cũng được. Có nghĩa là ba số. Ba số này bị phạt. Vô. 1, 2, 3 phạt. Anh với em không có thù quán. Nhưng bây giờ sẽ thù quán. Chị Ngọc phạt em đi. Ngọc phạt em đi. Chị có bó đủ với anh. Trời ơi anh tẩy trang em. Trời ơi khán giả thấy mặt mọc em rồi. Chết rồi. Chết rồi. Anh Luật có gì muốn nói không anh Luật? Anh đang lo. Thắng 3 lần mà thua 1 lần. Cái mặt của Ngọc ác quá anh sợ. Rồi chăm lưng. Chân mày chập chân mày thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chân mày đúng rồi. Ngân không có chân mày mọi người ạ. Lần đầu tiên khán giả cả nước sẽ được biết nghệ sĩ Lê Huỳnh Thúy Ngân thực ra là nghệ sĩ không có chân mày. Ôi ác quá à. Một ca một tôi tính là một cao hay gì. Anh hướng mặt về phía trước. Kỳ quá à. Anh Luật vẫn còn. Anh Luật con nè. Con nè. Nó rồi. Mặc dù là ở lượt cuối này đội Tiến Luật thua, nhưng mà tổng các lượt thì đội mình vẫn chiến thắng. Xin chúc mừng. Tôi muốn anh phải sợ cô. 6 quả 15 điểm. 7 quả 15 điểm.
8 quả 15 điểm. Từ từ. Còn nói không nè. Con nó nhẹ quá à. Ở dưới 13 14 á. 9 quả 17 điểm. 17 điểm. Hoặc quả cuối cùng. Oh, no. 10 quả 17 điểm. Thua lỗ. Bây giờ là quả bấm thứ 11, mình cộng luôn. Hay quá. Hay quá. Coi coi hèm nhắm đó thấy không? 19. 12, 19. 13, 19. Ủa sao hờ hững vậy? Em thấp, đếm thấp xuống, đếm thấp xuống. Đừng đếm bỏng quá. Yeah. Yeah. Oh. 14 quả 29 điểm. Trời ơi, mém. 15 29. 16 29. 17 31. 18 31. 19, 31, quả cuối cùng. Hả? 20, 31. 20 quả, 31 điểm. Để cho mình lớn thôi anh lượm cho. Rồi, bây giờ là chúng ta có 20 quả rồi. Và hiện tại con số là 31. Quả thứ 21 để coi bao nhiêu điểm đây. Áp lực quá. Hay quá. Rồi, thấy lại luôn. Cả đồ ok á anh. 33. 22. 22, 43. Trái này hợp lý á. 22, 43. Được một lần rồi. Thấy là có, thấy là có trời. Ừ, 23, 44. Thấy là có trái rồi. Ơ, cái gì vậy? 24, 44. Trời ơi, gì vậy? 25, 44. Sao vậy? Từ từ, cứ nhắm đi em. 26, 44. Cứ nhắm đi. Nhắm. Nhắm đàng hoàng. 27, 54. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Hay quá em ơi. 28, 64. Qua bên kia, qua bên kia, qua bên kia. 29, 64. Quả cuối cùng. Quả cuối cùng. Yeah! 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 Hay quá. 74 điểm. Yeah. Như vậy là sau 30 lượt ném, đội các bạn mang về 74 điểm. Quỳnh Lập là tới 3 lần mà hả, rớt 3 lon lận. Quỳnh Lập là 3 lần 3 lon. Còn em 3 lần, không có lon. Em là 10 lần 1 lon. Thì bây giờ có chiến thuật gì không? Không cần chiến thuật, tôi nhìn thấy Quỳnh Lập tôi không cần chiến thuật hết. Quan hỷ mà chọi thôi. May mắn rồi. Phải có gọi tính toán chứ sao mà ấy được. Cứ bóng bự mà chọi, đúng không? Bóng nhỏ là chọi bị qua lỗ. À. Bóng bự là vô được lỗ. Mà chỉ chơi một bóng thôi. Rồi, mời. Để anh đi trước cho. Anh lượt. Nè, một lần một thôi, anh không làm nhiều. Mà bên này thôi chứ không phải đầu bên. Ok. Bây giờ chọi làm sao một lần 6 lon luôn là 20 điểm, đẹp liền. 6 lon là 100 điểm luôn chứ. Xoay. Sao hay, hay là dễ lắm. Wow. Wow. 10 điểm đầu tiên lượt. Coi kìa đó, coi kìa, ra vẽ nè. Đó, đó, ra vẽ, ra vẽ. Hai lượt 10 điểm. Trời ơi à. Trời ơi à, hay lắm rồi, hay lắm. Tưởng như thế mà phát huy anh lượt à. 10 điểm. Bình tĩnh nào.
sao? Tâm lý liền, tâm lý liền. Ba lượt 10 điểm. Bốn lượt 10 điểm. Năm lượt 20 điểm. Năm lượt 20 điểm. Sáu lần 20 điểm. Sáu lần 20 điểm. Cứ nhắm lỗ mà ta chọi thẳng vô nơi nhắm lỗ, đúng rồi. Cứ nhắm lỗ mà ta chọi thẳng vô nơi nhắm lỗ, đúng rồi. Vô nơi nhắm lỗ, đúng rồi. Đúng rồi, 7 lần 20 điểm á. Cứ vô lỗ mà chọi thôi. Không có bị dời ha, thời gian, anh từ từ. Anh cứ bình tĩnh nào. Bùa. 8 lượt 30 điểm, còn 2 lượt nữa. Nữa, nữa. Nữa, nữa, nữa. Cút. Wow. Wow. 11 điểm. Là 11 điểm nữa, là 41 điểm. Wow. Và một lượt cuối cùng. Trời ơi, ghê vậy. Mấy kiểu hay gai dễ lại không trúng luôn. Tiến lượt mang về 41 điểm. Cái việc mà còn lại là quá dễ dàng cho Lan Ngọc với Lâm Vĩ Dạ. Xếp lại, không làm được thì đừng có trách tôi nghe chưa. Gánh nặng trên vai em. Người ta một lần, hai lần, ba lần chỉ không lần, không lần. Rồi. Anh biết em áp lực. Chè mắt, chè mắt, chè mắt. Là mình còn khoảng 33 điểm nữa, quá dễ. Lần 1. Lần 1. Trời ơi, nói gì ai nữa. Là bao nhiêu rồi? 51. Ủa, sao dễ vậy? Trời ơi, có gì mà chọn cũng không được nữa à. Hên ơi, hên ơi. Ba lượt 53 điểm. Năm lăm. Sáu lăm. 75 luôn, chị là thắng luôn. Có khả năng là Lan Ngọc không cần chơi luôn. Không cần chơi. 67. Thôi về, chương trình kết thúc tại đây. À, chẳng giấu gì, khu bình lợi của em hồi xưa hay tổ chức hội chợ dữ lắm. Em cũng đôi lần chống cha chống mẹ để đi chơi. Còn ở bên kia là hồi trước gia đình không chơi món này hả? À không, xin lỗi. Từ đầu chương trình là Thúy Ngân đã nói là em thích tạc lon. Em chơi lại. Ờ, cầm cái banh ném rồi thấy. Rồi, thì bây giờ banh như thái diều vậy. Bây giờ, mời vào vị trí đây. Đến thời điểm này thì chúng tôi công bố luôn là đội Tiến Luật, Lan Ngọc và Lâm Vĩ Dạ đã thắng tuyệt đối 3 game liên tiếp rồi. Bây giờ ở đây chúng ta có chanh chua. Qua luôn. Bánh mì sandwich kẹp nhân wasabi. Và nước. Nước đá. Đắng. Này sao thách đố hả? Thách đố, ai có quyền thách, tôi có thể tạt một quả được bao nhiêu lon hay là gì đó. Và nếu tôi không chiến thắng tôi sẽ ăn cái gì đó. Ai dám chơi, lên tiếng. Nãy giờ em chơi không được trái nào luôn. Lan Ngọc thách đấu với Thúy Ngân. Chơi. Đó. Rém liền. Hay lắm. Cái ngữ mà chơi thử là hay được vậy lắm. Rất chơi thiệt chứ không được vậy à. Trời. Vô em. Sợ gì. Bây giờ chúng tôi không có reset gì cả, cho nó khó. Rồi, hai bạn thách đấu như thế nào? 3 miếng chanh. Ok, tôi thách đấu cùng Thúy Ngân 3 miếng chanh, 1 lần 3 lần.
chúng ta không cần tính như thế nào, là người đó ai được. Nhiều lon hơn thắng. Dĩ nhiên ba lon là thắng hai lon ha. Rồi xỉm xe một cái bao, cái một lượt bột, một lượt bột nha, một lượt một thôi, một lượt một, hai thứ ra ngoài hết. Ba miếng chanh nhai nuốt. Cái bao Ngọc ơi, đi vô lấy ba miếng chanh nhai nhai nuốt đàng hoàng. Ngọc ơi, nhai mình, là phải nuốt. Mình què đi cái mình chơi lại. Rồi, ok. Ở què là coi là coi là coi là coi là què nè. Gà đà. Què. Thấy chưa? Để em nói rồi. Không, mình phải chơi đến nhà người thắng. Thì em đang nói què hợp tác mà. Anh đi đó. Đứng làm tiếp đi. Một lần. Ngon rồi, ngon cũng rồi. Không có dễ dàng gì đâu chị. Cũng không dễ dàng gì. Ngon rồi. Phải có một cái thôi. Anh lưng đẩy. Trời ơi, sao dễ sao không? Ơi. Em sợ tôi chưa? Nghe thì thôi thua. Nè nghe, ngay cái lon em ngã. Ngay cái lon em ngã. Cái gì mà nó đau dấp chỗ đó đó. Ba miếng chanh nhai nuốt. Đau là chỗ ngay cái lon với ngân ngã. Ngay cái lon em ngã, nhai nuốt. Biểu diễn cho bà con cô bác coi. Hey. Ôi nãy chơi giờ qua vòng vòng em đã mắc ấu rồi, giờ dậm thêm này nó lấu thiệt luôn á. Nhai nuốt. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.